Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng Center Pro Trading. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách copy trade những người có chiến lược tốt, những chuyên gia và những người có thể trade tốt tạo lợi nhuận cho các bạn. Và việc chúng ta copy trade này, nó sẽ là một trong những thứ tiện lợi nhất ở trong Forex. Trước hết, ở trên màn hình của mình, các bạn có thể nhìn thấy cái bài viết hướng dẫn về copy trade ở trên sàn Xnet này. Và nếu như các bạn chưa biết bài viết này của bọn mình sẽ để link ở phía bên dưới. Đây là một bài viết rất là chi tiết cho các bạn rồi. Nên các bạn cứ yên tâm xem video này hoặc đọc theo bài viết là các bạn có thể hoàn toàn làm được, copy được. Đôi khi ấy, các bạn có thể làm do thiếu thời gian và thiếu kiến thức. Các bạn chưa có nhiều kiến thức, chưa có nhiều thời gian để đầu tư vào cho Forex. Các bạn không muốn dành thời gian quá nhiều bởi vì các bạn còn có công việc chính. Vậy thì làm sao các bạn có thể copy, các bạn có thể tạo ra một nguồn thu nhập ở trong cái Forex này mà không cần tốn quá nhiều công sức? Thì copy trade ở trên sàn Xnet là một trong các cái cách để bạn có thể thỏa mãn được các điều kiện đó. Ở đây mình có hướng dẫn các bạn cách copy ở trên app Social Trading Xnet. Và từng bước chúng ta sẽ đi xem. Đầu tiên, các bạn cần phải biết copy là gì. Các bạn có thể hiểu đơn giản như này. Copy ấy, nó giống như là bạn đi ra một quán photo và bạn cầm một cái giấy tờ gì đó. Bạn đưa cho họ bảo là photo cho em cái giấy này ra bao nhiêu bảng. Ví dụ bảo 10 bảng. Thì bạn sẽ có y hệt 10 bảng giống y như đúc cái đầu tiên của bạn. Thì cái copy trade này nó cũng y như thế. Cái copy trade ấy, nó sẽ cho bạn một thứ. Đấy là ví dụ bạn copy trade của mình hoặc copy trade của ai đó. Nếu như bạn copy xong, họ vào lệnh như thế nào, đặt stop loss, đặt take profit như thế nào, thì nó sẽ vào y như thế cho bạn. Tức là bạn copy y hệt lại cái lệnh của họ, chỉ khác là cái khối lượng nó khác nhau, cái số lot nó khác nhau, dựa theo tỷ lệ giữa vốn của bạn và vốn của họ, thế thôi. Cái cách copy nó sẽ hoạt động như thế nào? Thì mình sẽ nói luôn đến cái ví dụ, giả sử như là bạn có số vốn là 5.000 đô và mình là người cho bạn copy, mình có số vốn là 5.000 đô. Vậy thì hai người có số vốn bằng nhau nhé. Khi mình vào lệnh là 0.2 chẳng hạn, thì bạn cũng sẽ vào một lệnh tương tự với số lot là 0.2. Sau khi mình chốt lời hoặc chốt lỗ, thì bạn cũng sẽ vào cái lệnh đó và chốt lời chốt lỗ y hệt. Và nếu như giả sử bạn copy ai đó và họ lãi được 20% trên tổng vốn, tức là lãi 1.000 đô bởi vì số vốn của họ là 5.000 mà, thì bạn cũng sẽ lãi được 1.000 đô. Bởi vì số vốn của bạn cũng là 5.000. Vậy thì một giả thiết đặt ra, đấy là nếu như vốn của bạn nhỏ hơn họ thì sao? Ví dụ vốn mà người bạn copy là 5.000, nhưng vốn của bạn chỉ có 1.000. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như bạn copy cho họ từ cái lúc mà họ bắt đầu giao dịch đến khi họ lãi 20%, thì bạn cũng sẽ lãi được 20%. Tuy nhiên số tiền nó sẽ khác, bởi vì số lot vào nó sẽ khác nhau. Họ lãi 20% là họ lãi 1.000 đô, nhưng bạn lãi 20% thì bạn sẽ lãi là 200 đô. Bởi vì 20% của 1.000 đô trên vốn của bạn mà, bạn cũng sẽ lãi tương tự như họ. Chỉ là khác nhau ở số vốn thì sẽ khác nhau ở số lãi. Vậy thì ưu và nhược điểm của copy trade là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến ưu điểm. Nó sẽ có một vài cái ý chính sau. Thứ nhất là bạn không cần phải tốn thời gian, công sức để mày mò một phương pháp giao dịch Forex hiệu quả và mong kiếm lời. Như các bạn biết, nếu như bạn tự trade thì trên mạng internet rồi vân vân sẽ có rất nhiều bài viết, rất nhiều phương pháp ở trên YouTube mà bạn không thể biết được là phương pháp nào hiệu quả. Đâu đâu bạn cũng nhìn thấy phương pháp, đâu đâu cũng thấy chia sẻ phương pháp và cách thức. Bạn không thể biết được cái nào là hiệu quả. Và bạn cần phải có một thời gian nhất định để bạn có thể xem, học, hiểu và thực hành. Sau có lời, nếu không có lời thì bạn lại tìm sang phương pháp khác, nó rất là mất thời gian. Nhưng ở đây, những người giao dịch được tốt rồi thì họ đã tạo ra những cái tài khoản để cho bạn copy. Chính vì thế bạn chỉ việc copy, giống như kiểu bạn bỏ qua được một giai đoạn để học mà bạn áp dụng được luôn cái phương pháp hiệu quả. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là không cần phải quan tâm đến việc xem chart, tức là biểu đồ, và để chờ thời gian điểm vào lệnh, điểm cắt lệnh vân vân. Bởi vì đã có người ta xem cho bạn rồi. Họ làm, họ xem, họ có thể là full time, có thể là part time, nhưng họ là người tạo ra tài khoản copy, họ phải có chịu trách nhiệm với cái lệnh của mình. Bởi vì có cả tiền của họ trong đó mà. Thì họ giao dịch như thế nào đó họ sẽ phải xem, phân tích, tự cắt, rồi là tạo ra chốt lời, chốt lỗ vân vân. Đấy là việc của họ. Việc của bạn chỉ việc copy thôi.
tất cả mọi thứ còn lại bạn không cần phải lo lắng, không cần phải xem chạc, vân vân. Cái thứ ba, có thể sử dụng tiền nhàn rỗi của bản thân để đem đi đầu tư trong khi mà đang học tập thêm kiến thức. Đối với những bạn mới bước chân vào Forex thì mình biết rằng các bạn có một cái nỗi lo sợ. Mình trước đây cũng thế, chính vì thế nên mình biết các bạn có một cái nỗi lo sợ, đấy là các bạn không đủ giỏi. Thị trường này rất khốc liệt, 95% thua lỗ, đấy là những cái mà bạn hay nghe thấy. Và vì sao mà có những cái đó thì ở trong những video khác mình đã nói rồi. Nhưng các bạn sẽ có cái nỗi lo, đấy là mình không đủ giỏi, mình không có kiến thức nhiều, mình muốn theo một ai đó. Vậy thì ở đây cái copy này nó cũng giống như thế. Nó tương tự với việc bạn theo tín hiệu của một người, nhưng nó khác ở một chỗ. Đấy là ở cái copy này bạn nhìn được xem cái hiệu quả, cái thành quả của họ như thế nào trực tiếp, chứ không phải là cái tín hiệu. Tín hiệu ấy, họ có thể bắn hàng trăm, hàng nghìn cái tín hiệu, nhưng việc bạn nhìn và quan sát được cả một quá trình tổng thể nó rất là khó. Bạn không thể biết được là lời lỗ qua các tháng rồi là qua các năm bao nhiêu, nhưng ở đây thì khác. Họ trade bao nhiêu, lời lỗ ra sao, nó sẽ thể hiện hết lên cho các bạn xem, các bạn phân tích được. Về nhược điểm thì nó sẽ có hai cái nhược điểm chính. Thứ nhất là nếu không biết tìm đúng người thì đôi khi đấy sẽ là một thảm họa. Bạn sẽ đáp tiền qua cửa sổ và tiền của bạn sẽ bốc hơi và bay đi rất là nhanh. Vì sao lại thế? Bởi vì có những cái người, có những cái trường hợp họ lên rất là nhanh, giống như những cái người mà bạn nghe thấy ở trên mạng. Đấy là x2 tài khoản, x5, x10 tài khoản, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, thậm chí trong một ngày họ đã x giật rất là nhiều lần. Nhưng đấy nó sẽ có nhiều trường hợp. Thứ nhất là họ may, đấy là một trường hợp. Trường hợp thứ hai đấy là đợt, đúng cái đợt mà thị trường thuận lợi với phương pháp của họ và họ đánh lên, xong sau đấy sẽ có một đoạn họ bị tụt xuống, rồi sau đấy họ lại lên. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn rơi đúng vào cái đoạn tụt, đúng không? Chính vì thế bạn phải cẩn thận, bạn cần phải chọn cho đúng người. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn. Cái thứ hai, nếu như bạn chỉ phụ thuộc vào cái copy trade và không nâng cao cái kiến thức và kỹ năng của bạn lên thì gần như là lúc nào cũng thế, bạn sẽ chỉ là đi theo. Cái này mình phải nói thật, bởi vì copy trade thì nó cũng có lợi. Copy có lợi mà. Thứ nhất, lợi cho người tạo ra cái hệ thống đó, tạo ra cái phương pháp đó. Ví dụ là bạn là người tạo ra một cái hệ thống, một cái phương pháp giao dịch tốt, bạn có thể kiếm tiền từ những người khác, họ trả công cho bạn bởi vì bạn đủ giỏi. Đấy là lý do vì sao trước đây trong các cái video trong bộ khoa học mình đã nói rồi, trong thị trường Forex không thiếu tiền, chỉ thiếu người giỏi mà thôi. Chỉ cần bạn giỏi, đủ giỏi thì bạn sẽ có rất nhiều người gom rất nhiều tiền vào cho bạn. Đấy là cái thứ nhất, bạn có thể kiếm được tiền những người tạo ra phương pháp. Thứ hai, với những người mà không tự giao dịch được, không có thời gian, không muốn đầu tư quá nhiều công sức vào mà họ có tiền nhàn rỗi, thì họ có thể có một người giúp họ sinh ra tiền. Nhưng nếu như đối với bạn, bạn xác định là Forex nó sẽ là một cái lâu dài sau này, nó sẽ là một cái giúp cho bạn kiếm tiền giống như một công việc, một cái đam mê, một cái niềm vui hàng ngày, và bạn không muốn ai làm đó hộ bạn, không muốn ai làm nó hộ, vậy thì bạn cần phải có một cái khoảng thời gian để bạn rèn luyện. Nhưng trong khoảng thời gian đấy bạn vẫn muốn kiếm được tiền, vẫn muốn cái kỹ năng của mình vừa nâng cao mà tiền mình cũng vừa nâng lên, vậy thì bạn có thể chọn cái copy này trong lúc đấy và bạn phải tăng tốc cái rèn luyện kỹ năng lên, thế là được. Câu hỏi tiếp theo, ai nên copy trade? Ở đây thì sẽ có 3 người. Những người 3 không, không có kiến thức, không có kinh nghiệm và không có thời gian. Những người này là những người nên cân nhắc sử dụng copy trade. Mình nói là nên cân nhắc thôi nhá, chứ không phải là phải copy trade. Bởi vì phải copy trade nó hoàn toàn khác. Phải copy nó nói giống như kiểu là bạn nên bắt đầu bằng việc phải đi theo tín hiệu. Nó không phải thế nhá. Bạn có thể hoàn toàn tự bắt đầu, tự học, tự giao dịch và cứ thế cải thiện, cứ thế cải thiện, nhưng nó khá là lâu. Cách nhanh nhất là bạn học hỏi kinh nghiệm từ người khác, áp dụng thử, thay đổi, áp dụng thử, thay đổi. Còn ở đây, đối với những người không có kiến thức, không có kinh nghiệm và không có thời gian, và họ sẽ luôn duy trì cái tình trạng đó, thì họ nên cân nhắc copy trade. Về cái đầu tiên, không có kiến thức. Những người mà không có kiến thức ấy, thì không khác nào ném tiền qua cửa sổ. Bởi vì sao? Bởi vì họ có thể bị dụ dỗ, bị theo kèo, bị những cái ham muốn nhất thời nó che mờ đôi mắt đi. Ở trên kênh của mình, cái video mất 700 triệu vì không có kiến thức, đấy các bạn có thể thấy, video mất 700 triệu vì không có kiến thức. Khi mà mình ra video này, các bạn biết không, có rất rất nhiều anh chị, thậm chí đến tận bây giờ có rất nhiều người nhắn tin cho bọn mình mỗi ngày, mỗi tuần, nói về việc họ đã mất hàng nghìn đô
5.000 đô, 10.000 đô, 20, 30.000. Bởi vì họ theo những cái nhóm tín hiệu inbox mời chào, gọi điện. Mỗi ngày họ gọi điện đến dục dã, anh ơi, chị ơi, vào vào đi, vào đi, vào lốt to lên, vào lốt to lên, bị lỗ rồi bơm thêm tiền vào để gồng đi, rồi nó sẽ quay ngược lại, anh chị sẽ dương thôi. Những cái lời nói đấy, bởi vì họ không có kiến thức. Không có kiến thức chắc chắn bạn sẽ mất tiền. Không chỉ ở trong Forex, cái gì mà cũng sẽ bị mất luôn. Nhà đất, đất đai, bất động sản, chứng khoán, coin, crypto, tất cả mọi thứ bạn đều sẽ bị. Chứ không chỉ là trong cái thị trường Forex này. Chỉ là cái thị trường Forex này, các bạn thấy nhiều người họ không có kiến thức, họ mất tiền và họ quay ra họ nói là thị trường này toàn là lừa đảo, chỉ là một canh bạc, tất cả chỉ là tài xỉu. Bởi vì họ không có kiến thức, họ mất một khoản quá lớn đối với khả năng chịu đựng của họ. Sau đấy, họ là một con người không biết cải thiện, không biết học hành, và họ từ bỏ, có thể nói là thua cuộc. Bởi vì họ chấp nhận thua cuộc, họ tìm mọi lý lẽ để họ bào chữa. Với những người không có kiến thức, tốt nhất là các bạn nên học kiến thức trước, sau đấy thì hãy bắt đầu giao dịch sau. Forex là một nơi rất khốc liệt. Nếu kỹ năng không đủ thì chắc chắn là bạn phải đưa tiền cho người giỏi hơn. Đấy là điều chắc chắn. Tiền không tự sinh ra và không tự mất đi, nó sẽ chỉ chuyển từ thằng này sang thằng giỏi khác. Đấy là điều chắc chắn. Bọn mình cũng thế. Bọn mình không giỏi bằng người thì bọn mình cũng phải đưa tiền ra. Đấy là điều chắc chắn luôn. Ở ngoài đời cũng thế, bạn thấy không? Vì sao bạn và con cái của bạn phải đi học, phải trả tiền cho người dạy? Bởi vì họ giỏi hơn bạn. Đấy là điều chắc chắn. Tại sao bạn phải trả tiền cho những cái người ví dụ như luật sư? Bởi vì họ giỏi hơn bạn. Đấy, tại sao bạn phải trả tiền cho những người xây dựng rồi các thứ? Bởi vì họ giỏi hơn bạn. Đấy là câu trả lời chắc chắn. Lĩnh vực nào cũng thế cả. Chỉ cần bạn giỏi lên thì tiền nó sẽ về với bạn. Và hơn nữa, những người mà mới tham gia, họ có một kiểu là tiền ít, hoặc là mới vào, chưa biết gì, nhưng họ muốn kiếm rất là nhiều, muốn kiếm rất là nhanh. Đấy lý do vì sao họ mất tiền rất là nhanh. Người thứ hai là người không có kinh nghiệm. Việc có kiến thức là một chuyện, nhưng có kinh nghiệm là một chuyện hoàn toàn khác. Khi bạn có kiến thức, đấy nó chỉ là sách vở thôi. Giống như kiểu bọn mình đi học cũng thế. Bọn mình đi học đại học, mình đi học đại học công nghiệp Thái Nguyên. Và sau 5 năm học, các bạn biết thì không, mình rút ra một điều, nó chả giúp ích đếch gì cho mình cả. Thật luôn, tất cả các kiến thức ở trong trường không giúp mình được một cái gì để mình kiếm được tiền tốt. Mình hoàn toàn tự học, tự trau dồi những kiến thức khác, tự làm, tự trau dồi những kiến thức ở bên ngoài. Tất cả những kiến thức ở trong trường mình thấy là, một là nó cổ lỗ, hai là nó không giúp ích gì, và ba là nó khá là thừa, nó khá là tốn thời gian. Nhưng đấy, nó sẽ là một cái dạng mà ở trong Forex nó cũng tương tự như thế. Bạn có kiến thức, tức là bạn nạp vào được rất là nhiều thứ ở ngoài đời, rất là nhiều kiến thức từ sách, từ blog, từ website, từ YouTube. Nhưng việc bạn dùng được nó hoàn toàn khác. Ví dụ như mình khuyên bạn là bạn vào lốt nhỏ thôi, bạn từ từ thôi, từ tốn thôi. Bạn giao dịch phải biết quản lý vốn, bạn phải theo phương pháp, phải tuân thủ kỷ luật. Nhưng tất cả những lời nói đấy, nó chỉ là gió thoảng qua tai thôi. Nó chỉ là vào tay trái rồi ra tay phải. Đối với bạn, một người mới, nó rất khó để tuân thủ. Mình cũng thế. Lúc đầu ấy, mình theo Đức học Forex, mình cũng vâng, ok, mình cũng hiểu, cũng ok. Nhưng mà sao? Cuối cùng thì mình vẫn không làm theo. Bởi vì cái cảm xúc nó chi phối. Con người thường là quyết định theo cảm xúc, chứ không phải là quyết định theo lý tính nhé. Cái quyết định theo lý trí là phải luyện rất nhiều các bạn mới có được. Bởi vì các bạn nhìn xem, trên cái chart, biểu đồ đang rất là đẹp, và bạn nghĩ là chắc chắn phát này là nó lên, hoặc chắc chắn phát này là nó xuống rồi. Phát này là kiểu gì mình cũng ăn tiền rồi. Cơ hội nghìn năm có một đây rồi. Không làm giàu ở đây thì lúc nào? Chính vì thế bạn đập một phát vào, vào lút rõ to và thế là toang, có gì đâu. Còn một trường hợp khác, đấy là những cái bạn mà mới ấy, các bạn nghĩ là thôi, một phát không sao, vào một lệnh lút to. Sau khi vào lút to thấy nó bắt đầu âm, bắt đầu âm xong thì bạn cứ để đấy, rồi nó sẽ hồi lại. Nhưng bạn nghĩ thế thôi, nó cứ đi, nó cứ âm, nó cứ đi, nó cứ âm. Rồi đến khi nó âm một lượng quá là lớn trên tài khoản của bạn, thì lúc đấy bạn sợ. Sợ thì bạn sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, bạn chạy đi các nơi, bạn hô cứu. Hô cứu xong người này nói, người kia nói, bạn lo sợ thì bạn lại vào thêm một vài lệnh, nó lại âm thêm. Trường hợp thứ hai là bạn hô cứu xong người này nói cắt đi, người kia nói không cắt, rồi bạn làm theo xong bạn phất uất lên. Nếu mà bạn cắt mà đúng thì không sao, bạn cắt mà sai ấy, thì bạn lại trách họ. Như thế nó rất là khó. Cái trường hợp thứ hai là bạn kiểu lo sợ, bạn bơm thêm tiền vào để bạn gồng lỗ. Có rất nhiều trường hợp như thế.
có rất nhiều anh, rất nhiều chị liên hệ bọn mình nói về trường hợp của họ. Lúc đầu vào lệnh dương, lãi, ngon thì không chốt, nó lật ngược lại, sợ quá, bỏ stop loss đi để gồng lỗ. Và gồng lỗ thì không bao giờ là tốt cả. Gồng lỗ ấy, ngày bạn xa bờ nó còn xa lắm, thậm chí bạn ra đảo luôn, không có chuyện về đâu. Nên ít khi đừng mong về cái chuyện gồng lỗ rồi nó về, khó lắm. Có thể là 100 người thì có 95 người gồng mà về đi. Giả sử cái trường hợp đấy có thật, mà thực sự là 95 người gồng thì 95 người đi cả. Nhưng mà giả sử 100 người có 95%, tức là 95 người gồng lỗ và về được bờ, thì bạn tin mình đi, bạn kiểu gì cũng sẽ thuộc 5%, tức là 5 người còn lại, chắc chắn luôn. Nên tốt nhất ấy, bạn đừng bao giờ gồng lỗ cả, vào lệnh vào lốt nhỏ thôi. Và tiếp đó thì bạn thêm cái đặt SL, đặt TP cho mình, thế là ổn. Đấy là đối với những người không có kinh nghiệm. Sự khác biệt giữa tài khoản Green và Demo nó rất là khác nhau. Trong những cái video tới mình sẽ nói về sự khác biệt này. Bạn chẳng mất gì và coi nó như một trò chơi. Đương nhiên rồi, với tài khoản Demo thì bạn có thể đánh thắng 100% lệnh, x đôi, x 5, x 10 là bình thường, quá bình thường luôn, rất nhiều người làm được. Nhưng khi vào Green ấy, bạn sẽ cháy rụi tài khoản luôn, cũng với cùng một cách đấy, mà bạn sẽ đi hỏi các nơi tại sao em vào như thế mà nó lại âm. Đấy, đấy là cái khác giữa Green và Demo. Người thứ ba là người không có thời gian. Bạn muốn cái gì phát triển thì bạn cần phải đầu tư thời gian cho nó. Bạn muốn con cái của bạn lớn lên khỏe mạnh, thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời, tương lai sáng lạng thì bạn phải đầu tư cho nó. Thì cái này cũng thế. Cái tài khoản này cũng là thời gian, là công sức của bạn, là xương máu của bạn. Bạn phải đầu tư vào thì bạn mới lấy được ra. Phải cho vào trước thì mới lấy được ra. Đấy là điều chắc chắn luôn. Giống như một cái bếp lửa chẳng hạn. Một cái bếp lửa bạn phải cho củi vào trước thì bạn mới lấy được hơi ấm ra. Bạn không có chuyện là không cho vào mà lấy ra đâu. Đấy là điều chắc chắn. Nên những người không có thời gian ấy, và không có thời gian ngâm cứu nữa, thì việc xem xét qua loa vào lệnh bừa nó rất là nguy hiểm. Chính vì thế khi bạn nghĩ là thị trường đi một kiểu, nó sẽ đi một kiểu khác. Muốn kiếm tiền mà không muốn bỏ thời gian chỉ coi như Huấn Hoa Hồng nói thôi. Đợt này Huấn Hoa Hồng khá nổi, nên là các bạn có thể tìm trên Google để biết câu nói đấy. Tiếp theo chúng ta đến một câu, đấy là nên copy trade bao nhiêu. Như các bạn biết thì ở Xnet ấy, copy trade với cái ngân lượng thì sẽ là nạp min 1 đô, internet banking nạp min là 15 đô, tức là khoản đấy trở lên là bạn copy được rồi. Ở trên Xnet social trading copy ấy, thì nó min ít nhất là 10 đô để bắt đầu copy. Bạn có thể dùng 10 đô để bắt đầu copy rồi. Nhưng theo mình thì các bạn nên copy với số vốn 50 đến 100 đô thì sẽ đủ hiệu quả. Về hướng dẫn copy trade, ok, bây giờ là đến phần chính. Nếu như mà bạn chưa có một cái tài khoản Xnet thì bạn hãy ấn vào cái này. Đấy, ấn vào cái này, hoặc là ấn vào cái cách tạo tài khoản này, hoặc xem bài viết, hoặc xem video của mình để tạo tài khoản. Bởi vì bạn cần phải có tài khoản trước, verify xong thì đến lúc nạp rút nó mới dễ. Bạn nạp được vào, nhưng bạn rút ra bạn cần phải verify tài khoản. Chỉ cần bạn nạp xong, verify xong thì bạn rút ngay được. Bạn không cần phải trade, không cần phải giao dịch, không cần phải bất kỳ cái khó khăn gì cả. Nó không như các sàn khác. Các sàn khác có thể một vài sàn nó bắt bạn là cần phải giao dịch đủ khối lượng, cần phải giao dịch lãi, lỗ vân vân thì nó mới được. Nhưng ở đây không, bạn nạp vào xong bạn không thích bạn rút ra được. Sau khi mà đã ok cái tài khoản rồi thì bạn có thể ấn vào Android hoặc iOS để tải cái phiên bản phù hợp về, hoặc là bạn lên cái App Store Set Play để bạn tải cái Social Trading Copy về. Ok. Và cái chú ý nữa là cái tài khoản copy trade ở trên Social Xnet này nó cùng với cái tài khoản Xnet mà bạn đăng ký, hai cái là một nhá. Bạn có thể đăng nhập vào Xnet hoặc đăng nhập vào cái app này cùng là một tài khoản. Nhưng cái tài khoản mà bạn trade, tức là tài khoản ở trên web Xnet bạn tạo ra để trade, tự giao dịch, nó khác hoàn toàn với cái tài khoản copy. Ở trên copy nhá thì bạn chỉ việc nạp tiền lên và chọn người, chọn số tiền copy là xong, chứ bạn không cần phải tạo tài khoản Pro rồi là Standard Send gì cả. Bạn không cần phải tạo những cái đó. Bạn chỉ cần lập tài khoản xong, verify xong theo cái hướng dẫn trên này của mình. Sau đấy bạn mở cái app này ra, nạp tiền, copy xong. Việc của bạn chỉ có thế thôi. Với việc copy trade này thì không cần quan tâm tài khoản, chỉ việc copy số lot sẽ tự tính toán cho bạn so với tổng vốn. Ok, ở trên đây thì mình có một cái giao diện app, nó sẽ nhìn như thế này. Bởi vì mình cũng có máy nhưng mà xem trên máy nó sẽ khó hơn, thì mình sẽ cho các bạn xem trên web này.
ảnh mình chụp màn hình đây. Ở trên đây các bạn nhìn thấy này, nó sẽ có các cái khung, ví dụ như khung chiến lược này, khung được copy nhiều nhất này. Đó. Ở trên này bạn nhìn thấy này, tổng lượng đầu tư. Tổng lượng đầu tư là chỗ này, là số tiền của bạn, tổng số tiền bạn đã cho vào. Tiếp theo chiến lược, cái khung này này, bạn sẽ đấy là theo tiền tệ này, được copy nhiều nhất này, lợi nhuận vân vân. Khi bạn kéo sang, kéo từ phải sang, nó sẽ cho bạn thấy được các cái sắp xếp chiến lược theo từng phần. Ví dụ như được copy nhiều nhất thì người nào được copy nhiều nhất nó sẽ để trên cùng, người nào được copy ít nhất nó sẽ để xuống dưới, kiểu như thế. Nó sẽ sắp xếp cho bạn. Và các mục khác ở phía bên dưới này. Bây giờ mình sẽ đi đến cái giao diện này nhá. Đây. Ở đây đầu tiên bạn sẽ kéo từ dưới lên, bạn sẽ thấy được là lợi nhuận rủi ro thấp. Lợi nhuận rủi ro thấp thì đấy, bạn ấn vào đây, ấn vào xem tất cả, bạn sẽ thấy được rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ xem, mình cho các bạn xem trên app đi, cho nó dễ. Ok, ở đây cái app của mình ấy, bạn nhìn thấy này. Trên cái app của mình, bạn sẽ nhìn thấy được, bạn kéo sang này, nó sẽ có các cái phân bố. Kéo xuống, bạn sẽ thấy được copy nhiều nhất này. Bạn kéo sang là sẽ thấy. Dưới nữa, lợi nhuận rủi ro thấp này. Đó, lợi nhuận cao nhất tháng này. Bạn cứ kéo sang là bạn sẽ thấy được. Hoa hồng thấp này, những chiến lược mới này. Đó, đây là những cái về cơ bản của web. À, về cơ bản của app. Sau đấy bạn ấn vào cái giữa này, nó sẽ ra tổng lượng đầu tư của bạn. Số có sẵn là cái số bạn có thể đầu tư. Số đã đầu tư này là cái số tiền mà bạn đang cho vào để chạy copy rồi. Ở dưới là đang hoạt động này. Bên này là lịch sử bạn copy này. Đấy. Mình test thử một cái copy đây. Và bên ví này sẽ là cái nạp và rút tiền của bạn. Nạp và rút tiền. Bạn sẽ thấy được cái hướng dẫn nạp và rút tiền của mình trong bài viết này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái bài viết này. Những cái đoạn này thì mình vừa nói qua rồi. Các bạn cứ đọc kỹ ở trong đây là được. Bạn cứ xem cái app ấy. Ở trên nó sẽ luôn có là, ví dụ hoa hồng thấp, tức là nó sắp xếp cái hoa hồng này nó thấp. Còn lợi nhuận cao, những chiến lược mới là những chiến lược vừa mới up lên thôi, vừa mới được tung ra thôi. Đến bây giờ sẽ là cái chọn lựa chiến lược copy. Cái này là cái phần quan trọng. Ví dụ ở đây mình có một cái chiến lược của một người là M Money Trap. Ở đây bạn sẽ thấy được các cái thông số như sau: tổng quan, thống kê, kiểu giao dịch và lệnh giao dịch, điểm rủi ro này, mức lợi nhuận này, hoa hồng, nhà đầu tư, đòn bẩy và tài sản. Mình sẽ giải thích từng cái. Ví dụ ở tab tổng quan này, bạn nhìn thấy điểm rủi ro nhé. Điểm rủi ro này là do sàn Xnet họ đánh giá. Nó sẽ có thang từ 1 đến 5 là trung bình. Bạn kéo xuống này. 1 đến 5 là trung bình, 8 đến 9 là cao và 9 đến 10 là rất cao. Độ rủi ro càng cao thì khi mà họ không khống chế được, khả năng nó lỗ và khả năng cháy tài khoản nó rất là cao. Kiểu như thế, bạn có thể hiểu như thế. Về mức lợi nhuận, mức lợi nhuận này là thống kê cái mức lợi nhuận của họ trong những cái tháng trước. Về hoa hồng này ghi là 5%, tức là sao? 5% này là phần mà bạn phải trả cho họ khi mà họ làm ra lãi cho bạn. Ví dụ nhá, bạn có 100 triệu. Đây, ví dụ ở đây. Ví dụ 100 đô đi. Tính trên lãi nhá. Ví dụ bạn có 100 đô. Bạn lãi được 100 đô. Và theo như trên hình là 5% lãi hoa hồng. Thì bạn sẽ phải trả cho người cung cấp là 5 đô và giữ lại 95 đô. Khi mà bạn tạo ra lãi bao nhiêu thì bạn cứ nhân số đấy với cái số hoa hồng này thì sẽ là bạn phải trả cho bao nhiêu. Về nhà đầu tư, số 19 này là có 19 người đầu tư theo chiến lược này của họ. Về đòn bẩy, đây là đòn bẩy mà họ chọn là 1-200. Tài sản, đây là cái số tiền của họ. Rồi, về kỳ giao dịch, đây là nói ngắn gọn là cái khoảng thời gian kết thúc cho đến khi họ tổng kết hoa hồng và bạn phải trả, đấy, vân vân. Về lời khuyên của bọn mình, bạn nên chọn những người có rủi ro từ 7 trở xuống. Nó có 10 mức mà, thì bạn nên chọn từ 7 trở xuống thôi là nó an toàn. Mức hoa hồng thì từ 20% trở xuống để bạn đỡ tốn quá nhiều tiền. Và lợi nhuận bạn thấy phù hợp là được. Với mình thì mình nghĩ là các bạn nên chọn như thế. Và nên chọn người có một cái mức tăng trưởng lợi nhuận nó đều mỗi tháng. Có thể ít nhưng mà nó đều đặn. Tích nhiều thì sẽ thành đại. Tích tiểu thành đại. Sau khi mà bạn ấn sang tab thống kê, đây cái tab ở giữa, nó sẽ cho bạn biết được về cái mức lợi nhuận. Bạn nhìn thấy không ạ? Mức lợi nhuận
mức sụt giảm và đầu tư. Mức lợi nhuận này bạn có thể nhìn thấy từng tháng 1 trong năm 2020, từng tháng 1. Đấy, ở trong tháng 5 này, đấy, các bạn thấy không ạ? Tháng 5 này, tháng 4 này, tháng 3, tháng 2 này, nó sẽ cho bạn từng mốc 1, bạn ấn vào cái cột này thì nó sẽ hiện ra cái khoảng thời gian này lãi bao nhiêu phần trăm cho bạn. Đó. Mức sụt giảm là cho bạn biết cái khả năng có thể mất và lỗ mỗi tháng là bao nhiêu. Bạn có thể hiểu như thế. Về đầu tư, đây là số tiền mà họ đầu tư. Về tiếp theo, bạn sẽ sang đến kiểu giao dịch. Ở đây họ sẽ cho bạn biết ngắn gọn về cái mô tả phong cách giao dịch của họ là gì. Cặp tiền nào là chính. Đấy, cặp tiền nào là chính. Như trên hình là GU là 40% giao dịch của họ. Tiếp theo về đến tab lệnh giao dịch thì nó sẽ hai ô, lệnh mở và lệnh lịch sử. Ở lệnh mở ấy, là những cái lệnh mà họ đang duy trì. Và màu đỏ là đương nhiên là lỗ rồi, màu xanh sẽ là lãi. Còn lịch sử, bạn ấn vào tab lịch sử này, nó sẽ cho bạn biết là tất cả những cái lịch sử họ đã giao dịch bao nhiêu lệnh, lỗ hay lãi, lãi lỗ bao nhiêu. Bạn chỉ cần ấn sang là bạn xem được. Về cái tiếp theo, về theo dõi hiệu quả giao dịch. Hiệu quả giao dịch này là hiệu quả giao dịch khi bạn copy người ta nhé. Hiệu quả giao dịch ấy, thì bạn ấn sang cái tab giữa. Bạn nhớ nãy mình ấn đúng không ạ? Ấn sang tab giữa, bạn sẽ thấy được là bên trái có sẵn 10 đô có thể copy. Đây là mình nạp thử 10 đô vào để cho các bạn xem. Đã đầu tư là 0 đô. Sao chép chiến lược hiện tại đang không sao chép và lịch sử là có 2 cái. Đó. Tiếp theo, hướng dẫn rút tiền và nạp tiền. Cái rút và nạp ấy thì nó cũng rất tương tự so với việc bạn rút và nạp ở bên cái tài khoản giao dịch kia. Chỉ khác là ở đây bạn phải thực hiện ở trên app này thôi. Bởi vì tiền trên app giao dịch này, app copy này, nó khác hoàn toàn so với cái tiền để bạn giao dịch. Chính vì thế hai cái nó khác nhau nhé. Bạn ấn sang hình cái ví ở cuối cùng này, cái ví ở cuối cùng của app, bạn sẽ thấy được ôn nạp và rút tiền. Ví dụ về nạp thì bây giờ ấy, nó sẽ có các cái phương thức nạp y như bên kia. Bạn nên chọn là ngân lượng hoặc internet banking. Đấy là những cái mà bọn mình khuyến khích. Bởi vì thứ nhất, ngân lượng nó cho bạn nạp 1 đô là tối thiểu, đến 4.200 đô cho một lần. Internet banking thì là 15 đô đến 14.800 đô một lần. Và hai cái này là hai cổng nạp rút nhanh nhất. Đối với visa ấy, thì nó hơi lâu một chút. Visa đôi khi nó sẽ tốn vài ngày và nó có rất là nhiều thủ tục loằng ngoằng, nó sẽ khá là tốn thời gian. Về rút tiền thì bạn cũng làm tương tự. Bạn chỉ cần là verify xong tài khoản như cái bước đầu tiên mình hướng dẫn, là sau đấy bạn có thể rút qua ngân lượng hoặc internet banking, tùy bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để nạp tiền. Ở trong phần nạp tiền này, trong phần nạp tiền bạn sẽ nhìn thấy bên nạp và bên rút. Nạp và rút thì tương tự nhau. Ví dụ bây giờ mình ấn nạp tiền này. Sau đây chúng ta sẽ chọn phương pháp. Sẽ có hai phương pháp phổ biến nhất ở trên sàn Internet mà các bạn nên dùng. Đấy là ngân lượng và Internet Banking. Đối với ngân lượng thì min nạp ít nhất là 1 đô trở lên. Và thường để copy được thì chúng ta cần phải có cái 10 đô. Và cần phải có 10 đô trở lên. Chính vì thế các bạn nạp min là 10 đô. Bây giờ mình sẽ chọn phương thức nạp là ngân lượng. Sau đấy mình sẽ gõ cái đơn vị tiền nạp. Ví dụ mình gõ một cái con số như thế này đi. Sau mình ấn tiếp tục đi. Nó sẽ ra là 289 đô chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ ấn xác nhận. Ok, đến cái đoạn này thì các bạn sẽ ấn vào số dư ví ngân lượng này, địa chỉ email này. Rồi, sau khi mà các bạn đã ấn xong mật khẩu và tên email, bạn gõ cái mã bảo mật ấy, thì mã bảo mật này các bạn cần phải gõ y hệt cái số của nó, vẫn đăng nhập này. Xong rồi đến bước thanh toán, đến đây thì các bạn sẽ ấn vào cái phần địa chỉ này. Các bạn gõ một cái bừa đi. Mã bảo mật các bạn gõ theo cái số này và ấn thanh toán. Ok, bây giờ chúng ta chỉ việc chờ một cái mã OTP nó gửi về thôi. Để mình xem nào. Và ấn xác nhận. Rồi, vậy là mình đã vừa thanh toán thành công. Chờ nó một chút và nó sẽ nạp được tiền vào trong cái tài khoản của mình để mình sẵn sàng copy. Sau đấy mình ấn quay lại chiến lược này. Mình ấn sang cái ví.
Các bạn thấy không ạ? Số tiền mình vừa nạp nó đã vào đến đây rồi. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong cái đoạn nạp tiền rồi. Rút tiền thì các bạn cũng làm tương tự như thế thôi. Về copy trade theo cái chiến lược của bọn mình cũng có một chiến lược theo CN Daily ở đây. Thì trước hết mình muốn nói là copy ấy, bạn chỉ nên copy theo bọn mình khi nào? Khi mà các bạn không có thời gian. Đấy là cái thứ nhất, không có thời gian để theo. Thứ hai, không có máy tính, các bạn không thể tự canh, tự xem được. Và cái thứ ba là các bạn không muốn tự giao dịch. Và các bạn chấp nhận được cái lãi ít. Bởi vì cái chiến lược của bọn mình nói luôn, lãi nó không nhiều đâu, lãi ít thôi. Lãi thực sự ít, mình nói như thế. Các bạn chỉ cần làm theo những cái hướng dẫn phía trên nhé. Sau khi các bạn tải app xong, các bạn sẽ ấn vào cái đường link này. Ấn vào cái đường link này ở trên điện thoại của bạn nhé, đương nhiên rồi. Ấn vào cái đường link này trên điện thoại của bạn, nó sẽ ra một cái trang như thế này. Đó. Và sau khi ra cái trang đấy, trên điện thoại của bạn, bạn sẽ nhìn sang bên trái, à nhìn sang bên phải, nó có cái nút ba chấm này. Bạn ấn vào. Và bạn ấn cái nút mà có chữ mở bằng ấy, bạn ấn nút có chữ mở bằng. Bạn ấn vào nó thì nó sẽ ra được cái bước tiếp theo. Đấy là đến cái bước này. Bạn nhìn xuống phía dưới nó sẽ có là một là chọn Chrome và hai là chọn Social Trading. Thì bạn sẽ chọn sang cái Social Trading này và ấn luôn chọn cho mình. Bởi vì khi bạn ấn sang cái chiến lược của bọn mình và ấn vào cái nút luôn chọn và chọn app này, nó sẽ mở ra đúng tại cái giao diện copy theo chiến lược của bọn mình luôn. Và đến đây là đến cái trang copy theo chiến lược của bọn mình. Đến trang này rồi thì bạn có thể nhìn thấy cái thời điểm mình chụp là có 14 người đầu tư, phần trăm hoa hồng là 5%. Bạn ấn nút bắt đầu sao chép. Và sau khi ấn nút bắt đầu sao chép xong, nó sẽ hiện ra ví tiền của bạn có bao nhiêu tiền, số tiền bạn muốn đầu tư là bao nhiêu. Bạn ấn vào đây. Và sau đấy bạn ấn tiếp tục là bạn đã copy theo bọn mình. Và sẽ có một vài cái lưu ý như sau. Thứ nhất, phương pháp CN Daily này không có gì là bí mật cả. Bọn mình đã share, đã hướng dẫn cho các bạn theo CN Daily, CN Daily 2 ở trên YouTube rồi. Các bạn có thể tự xem, tự thực hành, tự giao dịch. Đấy là cái mà bọn mình tặng miễn phí cho cộng đồng. Thứ hai, đây là hệ thống được bọn mình sáng tạo ra và được hàng nghìn người ở trong group sử dụng và đã kiểm chứng hiệu quả. Một vài điểm tóm tắt mà bạn nên biết. Thứ nhất là bọn mình giao dịch theo phong cách quản lý quỹ. Nên các bạn đừng mong là lãi đột biến kiểu mấy chục phần trăm một tháng, mấy chục phần trăm một năm thì hợp lý. Bởi vì bọn mình giao dịch theo cái quỹ hướng theo kiểu là an toàn, rủi ro thấp và lợi nhuận vừa đủ 40-60% một năm. Đấy là cái bọn mình hướng tới. Mỗi tháng khi mà thấy lãi đủ thì bọn mình sẽ ngừng giao dịch. Ví dụ như cái tháng vừa rồi, bọn mình thấy là 12% phát, bọn mình thấy ok, lãi đã đủ, dừng giao dịch luôn. Chứ bọn mình không ham là giao dịch liên tục. Đôi khi các bạn phải hiểu là việc các bạn làm liên tục và làm nhiều chưa chắc đã tốt bằng việc các bạn biết lúc nào dừng. Bọn mình là như thế. Nếu mà bạn muốn những cái mức mà vài chục phần trăm trên một tháng hoặc x2, x5 tài khoản thì các bạn nên chọn người khác để copy. Bọn mình đã có hướng dẫn phía trên rồi, bạn có thể chọn. Ở trên app đấy rất nhiều người có được 100% một tháng, 1.500% một tháng, 2.500% một tháng cũng có. Nhưng mà rủi ro nó cao, nên các bạn phải cẩn thận. Về mức hoa hồng bọn mình để là 5%, tức là mức thấp nhất ngoài mức 0, mức thấp nhất ngoài mức 0. Và so với trung bình là 20-30% một tháng. Bọn mình muốn hỗ trợ cho những cái bạn không có thời gian, không có khả năng để theo. Những người mà học mãi vẫn không thể hiểu được thì các bạn có thể dùng phương pháp này. Và thứ ba, bạn nên copy một số tiền nhỏ thôi. Đây là cái bọn mình khuyến khích. Không phải bọn mình đưa copy ra để các bạn copy thật nhiều vào bọn mình đâu nhá. Không phải, các bạn nên copy một số tiền nhỏ thôi. Các bạn nên dùng số tiền đủ nhỏ, không dùng số tiền lớn, quá lớn đối với bạn, hoặc số tiền đi vay mượn. Bởi vì khi mất nó sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý. Và bạn nên để một phần tiền để tự học giao dịch. Đấy là cái bọn mình khuyến khích từ trước đến nay. Cái thứ tư, có thể sẽ có tháng bị lỗ. Mình rất mong muốn và bọn mình rất muốn có thể nói với bạn rằng phương pháp của bọn mình là 100% thắng, hoặc là liên tục tăng trưởng theo mỗi tháng, hoặc là liên tục lãi mỗi tháng. Nhưng mà đấy là điều không thật, mình phải thú thật với các bạn. Phương pháp của bọn mình nó không giống như các phương pháp trade khác. Bọn mình trade, bọn mình chỉ quan tâm đến tổng năm nó là bao nhiêu. Một năm chỉ cần lãi 40-60% là được. Bọn mình không quan tâm là lãi lỗ như nào, mỗi tháng lãi lỗ bao nhiêu, tháng này lãi, tháng này lỗ. Bọn mình không quan tâm đến cái đấy. Bọn mình chỉ quan tâm tổng cuối cùng một năm có lãi ra 40-60% hay không. Nếu có hoặc hơn thì ok. Còn nếu không, bọn mình sẽ tìm cách để cải thiện. Còn nếu như hướng tới những cái phần trăm lãi lỗ mỗi tháng, nó sẽ rất là khó.
Và cái đấy nó là cái tầm nhìn ngắn hạn thôi, bọn mình không quan tâm đến cái đó. Bọn mình sẽ có hai ví dụ cho bạn. Ví dụ thứ nhất, bạn dùng 100 triệu, cứ để tính tròn là 5.000 đô đi, để copy nhá. Sau một tháng mà lãi ra 10%, tức là 10 triệu đúng không? 100 triệu lãi 10% là 10 triệu mà. Có thể tính tròn là 500 đô. Thì khoản phí hoa hồng của bọn mình 5 năm, khoản phí hoa hồng của bọn mình là 5%. Nó sẽ là 5% của 10 triệu. 500 nghìn. Đấy, rất là ít thôi. Bạn kiếm được 10 triệu thì bọn mình được 500 nghìn. Bạn dùng 5.000 đô để copy. Sau 1 tháng bạn lấy ra lãi là 10%, tức là 500 đô. Khoản phí hoa hồng bọn mình là 5% của 500 đô, nhân ra là 25 đô. Chú ý này, các bạn copy trade theo CN Daily thì nên copy từ đầu tháng. Bởi vì sao? Bởi vì bọn mình hay giao dịch từ đầu tháng, và khi đủ chỉ tiêu cái là bọn mình dừng, chứ không giao dịch đến hết tháng đâu. Nên là các bạn nên copy từ cuối tháng này chẳng hạn, hoặc là đầu tháng sau thì các bạn nên copy luôn. Bọn mình hay như thế. Và nếu như bạn copy xong mà không thấy giao dịch ấy, thì các bạn đừng lo. Bởi vì bọn mình hay giao dịch vào đầu tháng. Mình sẽ giải đáp luôn một vài cái thắc mắc mà mình mới nhận được. Thứ nhất, copy trade nhiều người cùng lúc được không? Bạn hoàn toàn có thể copy được nhiều người cùng lúc. Ví dụ, bạn nạp vào 100 đô. Mỗi một chiến lược bạn có thể copy ít nhất là 10 đô mà. Thì bạn có thể copy 10 chiến lược cùng lúc, thoải mái. Không ai ép bạn phải copy một cái cả. Thứ hai, mình copy người A, nếu họ cháy tài khoản thì mình có cháy theo không? Đây là một câu có thể bạn sẽ quan tâm. Giả sử như này, bạn có 100 đô bạn nạp vào, bạn chia làm hai phần là 50 đô và 50 đô. 50 đô bạn copy người A. Nếu như người A này cháy tài khoản thì bạn chỉ mất 50 đô. Còn nếu như bạn copy cả 100 đô thì đương nhiên khi họ cháy thì bạn sẽ mất cả 100 đô rồi. Đấy là điều chắc chắn. Và cái thứ ba, mình muốn copy trade người có điểm rủi ro cao, từ 8 đến 10. Đây là điểm rủi ro cao hoặc rất cao, nhưng lợi nhuận rất lớn, 100% đến 1.000%, có ổn không? Đây là một câu hỏi mà có bạn hỏi mình. Thì mình sẽ nói như sau. Rủi ro và lợi nhuận luôn là hai mặt của một vấn đề. Khi mà bạn muốn rủi ro cao và lợi nhuận cao thì bạn phải chấp nhận cái điều đó. Bởi vì những cái người đấy họ có thể là chạy bốt. Bốt ấy thì nó vào lệnh rất là nhanh, rất là nhiều và đi cực kỳ là vi diệu. Có thể ngày hôm nay bạn nhìn nó là bình thường, nhưng ngày hôm sau nó đã là 1.000% rồi. Nó vào rất là nhanh. Hoặc là họ giao dịch lốt lớn, họ giao dịch nhanh, họ nhồi lệnh. Thì ngược lại, đến khi mà con bốt có vấn đề, thị trường nó ngược, hoặc là họ vào lệnh mà họ phải gồng, thì tài khoản bạn đi cũng rất là nhanh. Chính vì thế bạn cần phải cân nhắc. Giả sử họ tăng trưởng nhanh và nhiều lần, bạn may mắn bạn đi vào đúng cái đường tăng trưởng của họ, thì việc tốt nhất bạn nên làm là bạn cắt bớt một phần, ngừng sao chép. Sau đấy bạn rút bớt một khoản vốn ra, hoặc rút bớt một phần vốn và lãi ra, bạn để một khoản lãi còn lại bạn chơi. Nếu như lên tiếp ok, nếu như thua thì thôi, bạn vẫn có lãi và có vốn. Còn nếu như bạn xui ấy, bạn dùng và bạn copy vào đúng cái giai đoạn mà họ lỗ, thì đương nhiên rồi, khoản đấy của bạn sẽ bị lỗ theo hoặc là không còn. Nên mình muốn nói với các bạn là nếu như bạn vẫn muốn thử một lần thì bạn nên copy tầm 50 đến 100 đô thôi. Nếu may mắn bạn có thể x10 số đấy mà. Bởi vì họ giao dịch rất là ác, nên bạn vẫn có khả năng x10 được cái số tiền sẵn sàng chấp nhận rủi ro siêu cao đấy. Qua video này thì mình vừa hướng dẫn các bạn cách để các bạn copy trade được ở trên sàn Xnet. Và mình mong rằng cái video này hữu ích đối với các bạn. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì hãy giúp mình một like, một share cho bạn bè của bạn. Comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn. Và giúp bọn mình đăng ký kênh để ủng hộ phát triển. Nếu như bạn yêu quý nữa, ủng hộ team CN nữa, thì hãy đăng ký theo đường link Xnet của bọn mình để ở phía bên dưới để ủng hộ team CN nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn. It's running.